Công an thành phố Hồ Chí Minh xác minh việc nghệ sĩ Hoài Linh trao tiền từ thiện ở Quảng Trị. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Triệu Phong đã có văn bản trả lời cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh việc nghệ sĩ Hoài Linh trao tiền từ thiện tại địa phương này ngày 10 tháng 10. Ông Trần Việt Dũng, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đã có văn bản trả lời cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến việc nghệ sĩ Hoài Linh trao tiền từ thiện tại địa phương này. Trước đó, vào cuối tháng 7 năm 2021, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Triệu Phong về việc phối hợp xác minh thông tin khán giả và nghệ sĩ Hoài Linh hỗ trợ 1,5 tỷ đồng. Công văn này cũng đề nghị làm rõ việc Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Triệu Phong đã trao giấy ghi nhận tấm lòng vàng cho nhà tài trợ. Theo ông Trần Việt Dũng, ngày 19 tháng 4, qua điện thoại, đơn vị nhận được thông tin từ con em đồng hương Triệu Phong tại Thành phố Hồ Chí Minh về việc nghệ sĩ Hoài Linh sẽ hỗ trợ cho hộ đặc biệt khó khăn, hộ nghèo cận nghèo và gia đình chính sách khó khăn trên địa bàn. Tiếp nhận thông tin trên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Triệu Phong đã họp, xin ý kiến cấp trên. Sau đó, đơn vị này đề nghị các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức bình xét, lập danh sách đối tượng phù hợp và dự kiến phương án tổ chức trao tặng. Vào ngày mùng 2 tháng 6, đại diện của nghệ sĩ Hoài Linh là ông Hà Văn Tự đã đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Triệu Phong trao 1,5 tỷ đồng tiền mặt. Tiếp nhận số tiền trên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện này đã ủy quyền cho Mặt trận các xã thị trấn tổ chức trao tặng cho người dân có tên trong danh sách, quá trình trao có ký nhận đầy đủ. Theo ông Dũng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Triệu Phong sau đó đã trao tặng giấy ghi nhận tấm lòng vàng của khán giả và nghệ sĩ Hoài Linh cho ông Hà Văn Tự. Đây là thủ tục thường lệ đối với các nhà tài trợ trong và ngoài huyện đã có sự đóng góp, hỗ trợ lớn cho người dân trên địa bàn, ông Dũng nói. Trước đó, ngày 31 tháng 5, đại diện của nghệ sĩ Hoài Linh cũng đã đến trao 1,4 tỷ đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Hải Lăng để xây trường mầm non kết hợp chống lũ ở xã Hải Phong, trao 1 tỷ đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Trị để xây 20 ngôi nhà cho người dân, 50 triệu đồng mỗi căn.